Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: bệnh mỡ máu là gì, có nguy hiểm hay không, chỉ số mỡ trong máu bao nhiêu là bình thường. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 4 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nha, để hiểu hơn về chủ đề này. Phần đầu tiên, bệnh mỡ máu là gì, có nguy hiểm hay không? Thì cái này Trang cũng phân tích rất là nhiều trên những cái video mà Trang chia sẻ ở trên kênh của mình rồi đó mọi người ha. Nhưng mà ngày hôm nay thì Trang cũng sẽ phân tích lại một cách cơ bản và khái quát để cho mọi người hiểu một cách đơn giản nhất nhé. Bệnh mỡ máu là gì? Thì máu nhiễm mỡ là sự bất thường của các lượng lipid ở trong máu. Có thể là sự gia tăng của cholesterol, cholesterol xấu hay là lipoprotein tỷ trọng thấp LDL, hoặc các nồng độ chất béo trung tính, hoặc là sự suy giảm của nồng độ cholesterol tốt HDL. Thì đây được xem là yếu tố nguy cơ chính đối với tim mạch vành các bạn ha, đối với bệnh mạch vành đó. Thì cứ tăng 1% cholesterol thì cái tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành nó sẽ tăng 1-2%. Thì chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây mọi người hỏi rằng là đó có nguy hiểm hay không, thì câu trả lời là có nguy hiểm mọi người ha. Nếu như không được điều trị, cái tình trạng máu nhiễm mỡ nghiêm trọng có thể kéo theo những cái bệnh lý nguy hiểm khác như là bệnh động mạch vành và bệnh động mạch ngoại biên, và gây ra những cái biến chứng về nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ nữa. Cho nên nó rất là nguy hiểm, cho nên là cần kiểm soát tốt cái tình trạng mà nếu như chúng ta xét nghiệm chúng ta được bác sĩ chuẩn đoán là gặp vấn đề về mỡ trong máu hay là rối loạn lipid trong cơ thể đó, thì chúng ta nhớ là phải kiểm soát tốt mọi người nha. Phần thứ hai, chỉ số mỡ máu cao, chỉ số mỡ trong máu bao nhiêu là bình thường? Nếu như kết quả xét nghiệm có chỉ số cholesterol toàn phần nhỏ hơn 130mg trên decilit hoặc là nhỏ hơn 3,3mmol trên lít là chứng tỏ bạn có nồng độ mỡ máu toàn phần bình thường các bạn ha. Còn nếu như kết quả xét nghiệm có chỉ số cholesterol toàn phần lớn hơn 160mg trên decilit hoặc lớn hơn 4,1mmol trên lít thì chứng tỏ sức khỏe của bạn đang ở ngưỡng nguy hại. Thì cái kết quả này bác sĩ cũng đã đọc cho mình rồi, cho nên là ở đây cho chia sẻ để cho mọi người tìm hiểu, chúng ta có kiến thức thêm cho mình thôi. Còn cụ thể thì có rất là nhiều mọi người ha, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cholesterol toàn phần như vậy thôi, một cách khái quát. Phần thứ ba, những nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh mỡ máu. Thì các bạn hỏi thì Trang cũng chia sẻ ha. Thì hiện nay tăng mỡ máu có thể phân thành hai loại dựa trên những cái nguyên nhân, như là nguyên nhân thứ phát và nguyên khoát mọi người ha. Đầu tiên, nguyên nhân nguyên phát. Thì đối với nguyên nhân nguyên khoát thì có thể là do tiền sử gia đình có mắc bệnh mạch vành sớm hoặc là đột quỵ, thì khả năng cao người bị bệnh mỡ máu đó có những cái người thân là nam giới như là bố hoặc là anh trai dưới 55 tuổi, hoặc là người thân là nữ giới, mẹ hoặc là chị gái dưới 65 tuổi bị bệnh mạch vành và hoặc là đột quỵ đó, thì chúng ta cũng xem xét ha, để chúng ta phòng ngừa đó. Không phải là người thân mắc thì chúng ta mắc đâu, nhưng mà đây là những cái yếu tố nguy cơ, cho nên là chúng ta cần phải phòng ngừa mọi người ha. Tiền sử gia đình có tình trạng liên quan đến cholesterol.
thì các cha hoặc mẹ, anh chị, em ruột đó bị tăng mỡ máu trong gia đình. Tăng mỡ máu gia đình là một thuật ngữ y khoa để chỉ cái tình trạng mỡ máu cao xảy ra trong gia đình với nguyên nhân là do sự đột biến gen di truyền từ cha, mẹ. Thì những người bị tăng mỡ máu gia đình đó bị những cái vấn đề này từ khi sinh ra có thể dẫn đến những cái xơ cửa động mạch hay là bệnh mạch vành sớm. Cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý quan tâm ha. Thì đó là nguyên nhân đầu tiên, là nguyên nhân nguyên phát. Thứ hai, nguyên nhân thứ phát. Những nguyên nhân thứ phát dẫn đến bệnh mỡ máu cao có thể là do yếu tố về cái lối sống của mình. Như là chế độ ăn uống không lành mạnh nè, ăn nhiều chất béo bão hòa như là thịt đỏ, kem, bơ hay là những cái sản phẩm từ sữa khác. Tiêu thụ những cái thực phẩm có chứa nhiều chất béo chuyển hóa như là bắp rainbow, bánh quy, khoai tây chiên, đồ uống có ga, vân vân. Chúng ta lười luyện tập thể dục thể thao, ít vận động và duy trì những cái hoạt động thể chất, chúng ta sẽ dễ gặp những cái vấn đề bệnh lý hơn. Cho nên tập thể dục thể thao đều đặn và thường xuyên là một trong những cái bí quyết để giúp cho mọi người sống khỏe hơn. Sử dụng thuốc lá, uống nhiều bia rượu, đồ uống có cồn. Những người bị thừa cân, béo phì hay là những cái yếu tố về sức khỏe. Thì yếu tố về sức khỏe như là khi mắc những cái bệnh này thì người bệnh có nguy cơ mắc những cái bệnh khác như là bệnh thận, bệnh gan, suy giáp, đau tỷ, hội chứng buồng trứng đa nang hay là xơ gan mật tiên phát, bệnh thận mãn tính, tiểu đường, lupus hay là chứng ngưng thở lúc ngủ. Cho nên là chúng ta cần phải lưu ý quan tâm và tốt nhất là chúng ta phải thăm khám sức khỏe định kỳ rồi mọi người ha, để biết được cái tình trạng sức khỏe hiện tại của mình như thế nào thông qua những cái thăm khám, những cái xét nghiệm lâm sàng hay là cận lâm sàng đó, thì bác sĩ sẽ đọc giúp mình những cái kết quả này và đưa ra cái kết luận về cái sức khỏe hiện tại của bạn như thế nào. Phần thứ tư, hướng điều trị bệnh mỡ máu cao. Thì hướng điều trị Trang đưa ra để cho mọi người tham khảo có thêm kiến thức thôi ha. Nếu như được chuẩn đoán mắc mỡ máu cao thì bác sĩ sẽ khuyên người bệnh nhân của mình đó thay đổi cái lối sống đầu tiên thông qua cái chế độ ăn uống như là bỏ hút thuốc nè, tăng cường tập thể dục thể thao để ngăn ngừa cái bệnh lý tiến triển. Sau vài tháng thì mức độ mỡ máu không giảm á, thì người bệnh mới sử dụng thuốc để giảm cholesterol mọi người ha, và tùy thuộc vào từng cái tình trạng bệnh lý nữa. Nhưng mà chúng ta phải kết hợp từ việc thay đổi lối sống kèm theo việc sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Thay đổi lối sống thì một chế độ ăn uống ít chất béo bão hòa, cân bằng những cái giá trị dinh dưỡng để có thể làm giảm mức cholesterol xấu. Người bị bệnh thì nên cố gắng tránh hoặc là cắt giảm bớt từ cái thực phẩm có chứa nhiều chất béo bão hòa như là thịt mỡ, xúc xích, phô mát, bánh nướng, bánh ngọt, kem dừa. Thay vào đó thì nên sử dụng những cái thực phẩm có chứa nhiều axit béo omega 3, có trong cá thu, cá hồi, cá ngừ, cá cơm, cá trích, với cái mức độ vừa phải và phù hợp mọi người nha. Sử dụng thuốc hạ mỡ máu. Sử dụng thuốc thì phải theo chỉ định của bác sĩ rồi mọi người nha. Các loại thuốc hạ mỡ máu đó hoạt động theo những cái cách khác nhau. Thì bác sĩ có thể tư vấn và lựa chọn cái loại thuốc phù hợp để điều trị trong cái trường hợp bệnh lý cụ thể của bạn hiện tại khi mà bạn thăm khám tại các bệnh viện ha. Thì bác sĩ sẽ là người kê đơn cũng như là hướng dẫn cho bạn sử dụng rồi đó. Cho nên là chúng ta yên tâm về cái phần này ha. Thì có những cái nhóm thuốc như là nhóm statin. Thì statin là thuốc chính được sử dụng để giảm mỡ máu, vì đây là nhóm thuốc ngăn gan sản xuất cholesterol LDL. Statin đó chỉ được kê đơn cho những người tiếp tục có nguy cơ cao mắc các vấn đề về bệnh tim vì cần phải dùng thuốc suốt đời. Thì mức mỡ máu bắt đầu tăng trở lại sau khi bạn ngừng dùng chúng các bạn ha. Cho nên là chúng ta cũng phải quan tâm nha. Rồi, cái nhóm thuốc là ezetimibe. Thì ezetimibe là loại thuốc ngăn sự hấp thu cholesterol từ cái thức ăn và dịch mật trong ruột vào máu mọi người ha. Thì người bệnh có thể dùng
SD9 đó các bạn ha, kết hợp với statin, nếu cho cái mức cholesterol trong cơ thể không giảm thấp khi mà chúng ta chỉ sử dụng đơn thuần statin, thì thuốc sẽ là bác sĩ sẽ chỉ định sao cho phù hợp giúp mọi người ha. Cái mà chúng ta làm được là thay đổi cái lối sống của mình và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định. Thì đó là những cái kiến thức cơ bản và nền tảng mà Trang có thể chia sẻ trong cái video này. Và tất nhiên thì Trang sẽ không đưa ra bất kỳ những cái chuẩn đoán, những cái chỉ định hay là thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị y khoa nào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.